cuối cùng luyện cái gì không biết luôn. Muốn luyện khí phải hiểu khí, có giống như giờ mày muốn 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 giỏi toán hiểu toán là cái gì, còn hiểu toán học 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 gì không biết, học toán chứ học cái gì, học toán này làm cái gì là biết rồi. Học toán là con người ta có một cái tư duy logic, biết tổng hợp phân tích để tìm ra một cái phương án này khi gặp cái khó khăn dùng toán học. Toán học không phải là cái phương là cái môn toán, là cái phương pháp làm cho cái óc mình biết cách a b c d e đi, hay là thận sinh ra gan gan cái gì, nó có cái khoa học đó. Thì cái đó là cái môn toán học. Còn môn xây dựng là dạy cho mày xây nhà, rồi môn toán học dạy cho mày cái tư duy logic, tức là biết cách làm sao trộn qua cái này cái kia để tìm ra cái chân lý. Đó là cái chính của nó. Còn cái chữ toán không phải nghĩa là cái gì, thành ra chữ toán mà không hiểu là chết. Chữ hóa là gì, là biết phân tách cái chất nó ra, chất nó hại người hay không. Còn toán là chỉ tao biết tính toán, biết bây giờ 2 cộng 2 là mấy, chứ mày đưa hai đồng không biết, mày chết rồi, là phải học toán. Còn học lý là phải biết cái sức chịu đựng của vật liệu, dù cái cây sắt này nó để nay là để mấy ký như gãy, hiểu, phải học cái môn đó. Còn toán học rồi, còn văn là phải ăn nói sao cho người ta nghe cái khó khái lỗ tai. Ví dụ giọt nước, nói giọt nước như là cái gì trên trời, có rầm với nhà văn nó viết giọt nước nghe mình khói. Cái tức là văn từ là cái cách nói để thuyết phục người ta. Cái nhà văn phải viết rất là hay để đi vào làm cho người, nhà văn viết hay viết một câu văn vô nghe thấy buồn, đọc vô thấy khổ, đọc vô thấy vui. Nhà văn nó vậy, đọc vô thế là cuộc đời như lên thiên đàng, xuống địa ngục, điếc một câu là thấy. Thì khí là cái gì? Cơ thể người ta thường thường nó có 75 tỷ tế bào, tức là nó một cái cục. Cái cục này có sự sống thì nó gọi là khí. Chứ không thể nằm cứng ngắc nào như cục đá nè, khí đâu. Khí nó, cái này khí nó có mà nó ít, nó đứng một chỗ thôi. Còn cái khí mà ghê là nó nhúc nhích. À, nó nhúc nhích, tức là cái khí tức là sự vận động. Thấy không? Có sự vận động trong. Vận động nó có 3 loại. Có thông minh không? Nó thông minh thì mới là cái, còn cái vận động để cục thịt thôi, tức là cục thịt nó chỉ biết như là bao tử, chỉ biết bó đồ ăn thôi, là cấp thấp nữa, thấy không? Còn cấp thấp nữa là cục cứng ngắc, cái cục cửa mà có biết suy nghĩ, thành ra như ông Túc là vật chất, nha, và có suy nghĩ không? Cái này là thần nè, Túc là cái vật chất cơ thể, tao là cái tinh. Còn cái tinh này, cái tinh này nhiều người chưa biết, cái tinh này nó từ đâu nó ra. Cái tinh này là người ta đã biết từ lâu ra. Cái tinh nó là trong người mà mỗi ngày mỗi có. Đó, ông Trúc này nó gồm những cái gì trong người ông phân tách ra. Nó có những cái đặc thù mà người ta không biết. Cái tinh này là tinh trùng. Nó là tình dục khi mình xuất tinh rồi trùng ra. Cái này trong khí công gọi là tinh khí, khí của tinh. Cái thứ hai là máu. Máu nuôi mày cũng là một cái tinh. Cái thứ ba nữa là dịch cấp, tức là cái chất nhờn làm cho xương cơ gân nó mềm ra để nó co giãn được, không nên cứng như đá này, co giãn xương cũng phải có độ mềm của nó chứ, cơ cũng phải co ra co vô, phình lên phình xuống, phùng to nhỏ gân kéo dài được. Còn xương là cái độ bền đó, nó đèo xuống như nó cong lắm nó mới gãy, tức là cũng có cái độ. Thêm một cái nữa là tân dịch, nước miếng, thấy không? Có những cái nước, rồi cái nước mà trong máu có cái nước trắng, khi mà chảy máu có nước trắng là cái là bốn thứ lận. Nhưng người ta chỉ biết máu mà, người ta quên tinh trùng. Tinh trùng là cái gì? Là cái tinh chất. Cái tinh trùng là những cái này mất ra đều yếu người hết, mất máu mà yếu nè. Cái dịch cấp này mà không có cứng nhắc cứng đờ. Còn cái tinh dịch không có là tiêu hóa không có, thấy không? Nó đều có những cái chất nào đó là cái tinh này và cái thần này. Cái thần là cái này chỉ con người có, sự thông minh, biết tính toán, con người đi vô đây cái quỷ học đồ nó biết làm ra nhà được chắc. Còn mày thú thì sao làm cái nhà như mình được, nó giỏi lắm. Cái động là cái tổ cái tổ của chim, rồi con cọp chỉ có cái chuồng, nó chỗ nó chỉ có chỗ ngủ, không có cái nhà cửa 5-6 tầng mình chỉ bởi vì cái chữ thần mình được cao hơn người thú. Nhưng giữa tinh và thần này là nó chuyển qua, thì cái chỗ chuyển qua nó là khí. Tức là cái tinh này nè, nó vận động phải có cái khí ở trong. Tức là cái tinh là cái cục những cái tinh trùng này, thành viên của những dịch máu, của những dịch tinh trùng này, khi nó có cái khí ở trong thì mới đẻ người được. Cái máu này nó có khí ở trong để chuyển động được. Cái dịch trắc này nó có sự chuyển động ở trong để nuôi dưỡng ở trong. Tân dịch nó tự tạo ra. Những cái này nó có thần ở trong.
thì trong này nó có khí hết. Thì cái tinh, giữa tinh và thần nó có mối quan hệ và vô hình nó là cái khí, thì cái này nó mới sự sống ở trong. Do ông Trúc ngồi trong bụng tao tự nhiên tiêu hóa được, tức là tao có sự sống, thì tinh tao phải có khí trong. Rồi cái thần tao, tức là cái ông Trúc ngồi nhưng không biết suy nghĩ, là có cái khí. Ông nói chuyện ông thì ông cứ ngồi đó, ông cũng có tinh thần, tức là ông là ông là ở ngoài cái sắc thần đẹp, nhưng mà ông không biết suy nghĩ hết, là ông có khí. Đó là cái khí, mà cái khí này là mình mới giải thích được ba chữ tinh khí thần. Cái đó là từ sách Linh Khu của Đông Y mà ra nha, chứ không phải tao lời nói này, tự chế đâu. Linh Khu nó nói là cái đó là những cái tinh, người vô có tinh và thần. Rồi cái trong đó nó có một cái sự vận động, cái này sự kêu, tức cái tài năng của cái tinh, tài năng của thần, nó có cái tài năng nó cấp thao cấp thấp. Tinh là vừa ông khỏe như tao là khỏe, rồi khỏe là không, vừa khỏe là yếu là bệnh nè. Còn thần tao là tinh thần tốt, tinh thần xấu, rồi tinh thần vừa, đó là những cái tinh thần đó, nó phân loại. Thì cái khí này nó đã tìm, người ta đã nghiên cứu các ngàn năm tìm ra, nó cứ lưu hành trong 8 kỳ kinh và 12 kinh mạch. 8 kỳ kinh này tức là cái tinh này nè, bây giờ nhiều người hỏi tinh này đâu ra. Tinh này là từ 0 tới 100 tuổi, tới 63 tuổi. Cái tinh này là do khi trong bào thai mẹ, mẹ trăm ngày nó đẻ mẹ ra, là tiên thiên khí, tức là khí của mẹ nó đưa cho máu, trong máu nó có khí tiên thiên, có khí trong đó, khí của mẹ cộng với máu vô nó nuôi rồi, nuôi tế bào nó tạo ra một cái tinh. Tinh này xài 63 năm mới hết rồi, nguyên tắc là vậy. Thì khi mới đầu tạo ra thì mày là cái tiên thiên khí nó 100% trong tế bào, trong tiên thiên khí như vậy. Cái khí tiên thiên là biến thành cái tinh, thành cái thằng bé đó, thằng bào thai nó tự sống, nó không thở, không ăn, không uống. Cái này là tiên thiên khí, tiên thiên sống chỉ cái thiên. Khi bắt đầu đẻ ra từ giờ tới chết á, khí tiên thiên này nó nhỏ dần, từ đây chuyển biến tới lúc còn dư lại là chết, mất cái này hết á. Thì thời gian này nó quy định là 64 năm. Là 60 năm á, là 12 nhân 5 á, nên về sau thì giới thích thì 60 năm. Thì mới đầu nó 100% mới ra là 90, nó cứ là nó ở dưới đây. Đó, cái bắt đầu ra cái hậu thiên khí, tức là cái này là ăn, uống, thở và được xuất hiện. Nó thay cái hơi thở của mẹ, cái đây là khí và huyết vô đây. Khí và huyết nó vô. Đó, cái này là khí và huyết nó vô đây để thành cái bào thai. Khi bắt đầu nó thành cái tinh, là cái thằng bé đó, cái tinh đó là nó trăm trăm khí tiên thiên, nó nhảy ra cái mất mẹ, cái luồng nguồn này nó phải thở, ăn uống thở để tạo, thì bắt đầu cái khí hậu thiên nó chút chút như thế này. Thì cái khí hậu thiên này là khí này thiên lớn. Thì bây giờ cái quy trình của nó là khi một người mẹ tạo ra một là 60 năm chu kỳ, tại 60 năm tại 12 đường, 12 cái chu kỳ này nó là 5 ngón tay này với 12 đường kinh, nó nhân thì sao là 60 đó. Từ rồi về sau ta giải thích 12 kinh nhân, tức là giống như một cái phân bố 5 với 12 mình chẻ ra thì được cái 60 là hết. Thì bây giờ cái này là cái tao nói bữa, ngày xưa tao nói 70 tuổi là thất tập cổ, hay là sống thọ. Bây giờ cái mấy người ta nói bị kéo dài một cấp đôi, thành 120, thành ra người thọ giỏi á, cấp mà gọi là thần, người nhân, rồi lên tới thần, lên tới tiên, thần thánh tiên, cho thần nó là được 120 năm, tức là nó kéo cái này dài ra được. Thằng cao nhất là 108, thì mình thấy nó tỷ lệ vậy đó, 108 nhân 4 lần 6 24, thành ra cái thằng cha thọ nhất trên bên Trung Quốc, nó có một thằng cha 4 210, là cha này giỏi nhất à, sống được. Trong thời kỳ hiện đại có một thằng sống 240 tuổi mới chết nè, thấy không? Tức là nó kéo dài cái thời gian này. Muốn cách kéo dài đấy, tức là làm sao cái hậu thiên khí này nó lên từ từ thôi, nó lên nhanh quá chết mẹ, tức là cái này nó nhỏ dần. Thì muốn vậy là phải thu cái khí ở ngoài. Bây giờ mới thấy vậy là cái gì, bây giờ làm sao thấp cái đó. Thì nó có 8 kỳ kinh. Bây giờ 8 kỳ kinh nó có cái lối thở, nó thở trong bầu thai, đó là nhâm đốc mạch. Nhâm đốc mạch nó cũng số 8 là sao? Hội âm, bát hội và tam điền tam quan là 8, thấy không? Nó lấy cái quy tắc này để nó nuôi dưỡng này. Cái này là cái 8 kỳ kinh này, nó do trong bụng mẹ có sẵn rồi, thấy không? Tức là cái xương sống mà nó chưa dùng, chưa thở. Cái 8 kỳ kinh này nó thở bằng bằng bằng
thở thai, thấy không? Do đó cái thở thai này nó kéo dài cái tiên thiên khí, thành ra người ta nói bây giờ sao kéo dài này thì cái hậu thiên khí nó ít thôi, tức là đồ thứ hai là 12 kỳ kinh. 12 kỳ kinh là nó nuôi cái chính này thôi, thật ra là hai cái chân cái tay này để nó nuôi thằng chính này thôi. Bây giờ cắt hai tay cho cũng sống mà, thành ra bây giờ cái thằng này coi vậy. Nhưng mà thằng này nó hay cái nếu mà cắt hai chân thằng này sống không lâu đâu, cũng sống 4 tuổi chết à, nhưng mà còn hai tay thì nhờ hai tay cái 12 kinh này nó bổ vô tăng cái hậu thiên cái tiên thiên lên đó, thì người ta nói gọi là động công. Động công nó mới đem tăng khí tiên thiên, tức là cái hậu thiên một ngày nó vô đây đọc động công thêm một tí, nó tăng thêm khí tiên thiên lại, thành ra nhờ động công nó kéo dài tuổi thọ ra, tuổi thọ sức khỏe ra. Thành ra cái sức khỏe con người á nó gồm cái tinh và cái thần này và cái khí này là cái gốc, trong hai thằng này là cố định cày trời, bởi vì đẻ ra nó vô đó cái 64 tuổi à, 64 tuổi là có một cái thần của nó. Bây giờ muốn hai cái này kéo thì chỉ có thằng này kéo thằng này lên. Cái này là cái gọi là biến số, thì cơ thể ép vào của khí, cuối cùng cái hàm của cơ thể mình là ép của khí, mà ép khí thì nó có âm cộng trừ, có âm dương cộng, thành ra trong dương. Mà cái này theo quy luật về muốn có cái khí này phải có những cái bài mình học rồi, phải có dương âm, đó là cái quy luật đầu tiên là thái cực. Thái cực này nó không phải chỉ ngành môn thái cực mình không thôi, mà tất cả các ngũ khí công phải theo cái thái cực này ra, tức là phải muốn có cái khí tiên thiên này, muốn tạo khí là phải có cái dương cái âm. Cái dương âm là cái chung chung chứ không phải là cái dương âm là cái điện âm điện dương, phải có trái có phải rồi thì nó mới ra cái đó. Tức là trong gia đình phải có khen thưởng thì nó mới tiến bộ, con mày mà giáo dục mà không có khen thưởng thì nó không tiến bộ. Thì cơ thể vậy, phải có làm có nghỉ ngơi, tức là làm có nghỉ ngơi. Thì trong đó người ta để ý cái giấc ngủ của người trong 24 tiếng là nó 8 tiếng nó phục hồi nguyên khí, tức là cái khí mà nó nhờ cái này nó 64 năm, mỗi trong 64 năm cứ mỗi ngày nó phục hồi vậy nó mới kéo được 64 năm. Thì cái này cũng trời làm thôi, bây giờ mới 5-6 tháng này thì ban ngày làm sao tập lấy được cái khí giống như ngủ. Thành ra khi tập khí công khí ngủ này là mình nghỉ căng ngưng xả rõ lấy khí. Thành ra nhiều người tập khí công không có cái thả lỏng ra là thôi, mà lo tập không có cái thời gian nghỉ dài hơn. Thành ra trong khí công nguyên tắc đầu tiên, một động tác khi nó đứng lại phải 12 giây. À, ví dụ người ta lọc cử động, người ta đưa ra động tác thứ nhất, từ trong cho đưa ra tao không cần biết bao nhiêu nha, ra vị trí mà ta phải ngừng 12 giây. Khi trở về vị trí thứ hai, tức là ở A và B luôn luôn thôi 12 giây, đó là nguyên tắc thứ nhất của khí công. Thì thái cực quyền mới thuận cũng phải chạy cái này. Thì từ cái này là để sao cái động tác này là cái nghỉ ngủ khi thức. Cái này trong Hoa Đà thường nói là ban ngày mà ngủ loáng cấp 10 ban đêm. Thành ra ban ngày mình tập 1 tiếng bằng tương đương 8 lần ban đêm. 1 tiếng đồng hồ khí công thì bằng 1 giấc ngủ á. Thành ra bữa nào muốn ngủ thì tập 1 tiếng hết này. Nếu tập thành công á, không cần ngủ. Thành ra cái người là những giai đoạn đầu là mày tập vậy. Mình tập quen tới 1 giờ tập khí công tương đương 8 tiếng ngủ. Nhưng bây giờ là sao tăng tiếng này lên. Tăng tiếng này thì có những bài này như bài bằng bằng cầm. Dịch cực kinh. Thái cực quyền, tất cả mục đích đều để tăng cái này lên. Cái thời gian thái cực quyền mà thấy không? Cái thời gian bắt đầu cẩm mấy cái thời gian của cái bài kia đó, nó dùng cái được hơi nhiều. Thằng cái thái cực quyền nó khác luôn rồi. Đúng tưởng luôn. Rồi thấy thằng này là ghê. Thằng này chính là thành ra luôn luyện giỏi, là mà muốn cái thái cực quyền giỏi thì cái cột sống mày phải ngon. Cái tay mày phải ngon. Cái tay mình cứ ngắt về đâu được. Thành ra nhiều người học thái cực quyền vô, những thằng người mà nó bản thân nó sanh ra có tính dẻo dai thì nó học mau á, còn thằng cứng như đá mà học được. Thành ra ta phải 100 người thằng nào cũng học thái cực quyền, thế thằng nào đang múa đẹp đó, có thằng nó vừa vô nó múa đẹp liền, thì cái bản chất thằng này nó là bắt, tức là cái cuộc sống thằng đó và tay chân nó rất linh hoạt, nó dẻo. Cái thằng này mà biểu múa là múa đẹp á, thấy cái thằng bên châu Phi có những thằng nó uốn quéo như là cái sự bút chứ. Nó thằng đó học thái cực quyền tốt liền, thằng đó là khỏi cần giai đoạn 1-2. Thằng đó học khí công thì qua 2 giai đoạn rồi. Mày bây giờ mày lợi cái là mày học thái quyền lâu, bây giờ nó dẻo rồi thì đi vô cái này luyện mau lắm. Luyện có mau lắm, chỉ giờ thái cực quyền mình hôm qua mình học. Đó từ đó ta mỗi lần học ta lý thuyết về khí là chút. Tức là hôm nay ta nói về khí là gì?
tinh là gì, khí là gì, thần hiểu thiếu chú chút, và muốn kiếm cái khí này phải đưa qua cái tiểu châu thiên và đại châu thiên đó, nó sơ sơ. Còn hôm nay bắt đầu tiếp cái thức thứ tư. Thức thứ tư là cái thức là nó gọi là đảo niệm hầu á, trong tiếng Trung á đó. Đảo niệm hầu là cái thức này, đứng lên coi nó như vậy, thấy không? Nhìn mình múa đại mà hầu đứng múa này, đâu giải thích cái động tác ở ngoài các cái quyền của nó đó. Đó, thấy không? Nhưng mà mày đâu hiểu nó là cái gì. Đây này nó là lóc cái lòng đèn, mày nắm cái tay tao đi. Cái này mày nắm tay tao. Nha. Yeah. Thức thứ nhất của Trương Phong là xoắn cái tay trước để nó nới lỏng cái này. Nhìn nắm thật chặt đây, tao phải xoay, thấy không? Phải xoay cho nó lỏng. Rồi thật, mà muốn lâu thì tao ngửa trước. Thấy không? Này thấy rằng cái tay này lấy đà, thấy không? Rồi cái mày chuồn cái tao xoay nè. Nè. Mày vẫn nắm chặt cái này, tao đẩy. Đó, cái ý động tác đó, cái động này là động tác gỡ tay. Và cái động tác này có tự gỡ tay ra. Hồi xưa lúc là ổng bóc xếp á, cái bông ẩm nó đè tay ổng. Ví dụ khi rút vô về nó lỡ như nó sụt chẻ rồi sao ra. Mày đẩy ra lên nó tay. Thì ổng hay vậy nè. Rồi có cái gì nó đẩy nó ra. Đó, còn cái thức nó sẽ là vậy. Nè, bằng cái thức này bằng phần khí. Cái này để vậy. Nè. Cái này là ngửa ra sau là lôi. Lúc đây nè, nè mình thấy không, mình lôi tay ra đấy, lôi cái tay kia đẩy đỏ dính rồi đó, thấy không, dính không, còn kéo tay là đỏ, thấy không, tức là cái hai chân mà dở trên không nè, dở trên không rồi lúc ngặt té là sao đây? cái này lôi cái tay này đẩy đỏ, thấy không, đỏ thức cái nhẹ nè, cái dở chân này lên nè. Nếu cái chân này dở là mình ngửa sao mà dở là dở đó, dở chân đấy đó, mình dính đau rồi. Rồi cái mình để tay vô cái bàn tay này, cái tay nằm phía sau sống tới số 10 vậy, cái đó rồi bước chân ra rồi đó, ngày sang bên này nếu làm đúng này ha, coi động tác này nè, vừa lùi vừa xoay rồi lúc ngã ra nè, rồi nè chân này dở nó tập vậy. Nó mà ta nắm này, mình dở chân này luôn, đó, ngửa người đó, đó, giờ mình dở chân này, thẳng tay ra, cái thả lỏng đi, cái trọng lượng là bám cho người ta, ngửa ra, chống chân này, mày té là mày thả lỏng, thẳng chân đồ gối luôn, ngửa ra, đó, cũng nó mạnh kia đó, từng thấy tiếp nó là vậy đó, nghe không? Mà lúc đó mày đang dính vậy, cái mày xoay cái tay mày vô, mày xoay tay ra, mày xoay tay, đó, mày xoay tay, mày hở ra không? Mày lùi chân này ra, lùi chân này, đó, cái tay kia. Đó, đẩy cái này ra. Mượn cái tay bên này hết bên này, kiềm nó qua. Nè, kiềm nó qua, thả chân sau lên, chân sau, dở chân sau lên. Cái chân sau kia, đó, đẩy cái này. Truyền qua cái tay, tiêm qua cái tay này. Cái tay bên này nè. Thì truyền cái lực bên này qua bên này, đẩy nó tay ra. Kiềm nó đỏ, hai lần nó dính, cái chân kia dở lên, mượn cái lực lớp bên này. Dở chân thỏng lên trên tàu chứ. Đó, sao tao mà không gỡ ra được. Nghe không? Nghĩ cái thế chưa? Không cách nào tao chụp được hết. Mày nặng mà, 60kg. Mày ngửa ra, mày ngửa nhiều mày sẽ tập thả lỏng. Đó, rồi cái tay kia truyền qua cái tay bên này. Giống như bình đẩy, bình chế bình đẩy nè. Bình này đẩy, nè mình xem này. Bình này đẩy ra đi. Đó, kia ngửa, xoay cái cột sống này. Xoay cái này đó, vậy đó. Rồi vừa bước ra thẳng gối luôn, thả thõng gối ngửa nó sao, rồi thả chân sao đứng được khỏi đây, đó rồi bên này kéo bên kia bên này đó, vậy là sao tao không được không, thấy chưa, lúc vừa ngửa vừa ra mà vừa xoay cuộc sống nữa chứ mày không có bởi vì cái là ở ngoài nó dạy mày không tập sai hết đâu, thành ra cái cơ thể nó có khí cái gì đó nha, này là bị lực không à, đẩy cái này tao nè, té ra sao này chứ thắng như nè, còn cái tay nè cái này ha, cái xoay này luôn, mượn cái này đẩy bên kia, đó rồi bên này lôi bên này đẩy, bên này lôi, này đẩy là đó, rồi té ra sao, làm sao tao thua rồi, đó thì tập cho được cái tư thế đó, nè, nên mình đầm nắm này, mình nắm cái tay ra mình sẽ thấy cái lực, nè, thấy không nè, thấy không, tao mới té rồi đó, thì mày muốn giữ tao phải chồm tao, mày chồm nha, mày cứ chồm tao. Để tao té không? Rồi tao về. Tao mượn này tao đẩy này thì nó xúc
sao giữ được? Tại vì tao sai. Mày nó trồn theo nữa tao sai vậy. Mà cái thức này, có thức này nó đẩy mạnh hơn. Tao tưởng mày đánh tao, tao phải mặt buông. Tao không phải đánh đai cho cái mặt mày sao? Thấy tay tờ tới đó tao buồn rồi. Chứ không phải là tao gỡ cái tay mày tao nghe. Nè, mày ngửa nó sao? Đủ cái tay kia. Tao định tay mày xô tao, xô đó. Nếu mà xô người ta đi. Mày ngửa ra. Dừng thẳng. Cái tay mày xô người ta, xô mạnh. Đẩy mạnh vô. Đó thì mày hay mày đâu có té là mày đâu có bị mày lật xô người ta chụp cái tay là thẳng thả thẳng đẩy cái tay thiệt mạnh ngửa đó mình mở ngửa đây xô bên này xô ngược cả đó thế thế là mày đứng treo trên trời mà mày ngửa ra tao phải nhào thang hả tao mu gì tao phải thả ra ngã ra thì bị trống chân người gỡ tay rồi tao lừa vô cái thế tao té mày sợ té vô nhau cái tay đi vô tới mày nó buông tay ra chứ tao không được được lực tao mỏi người thằng Mỹ nó chặt lắm sao mày lắm nổi còn này tao mất đà tao ngửa mày sao bây giờ mày mạnh cỡ nào mà tao ngửa cỡ này rồi sao mày nhịn nổi tao ngửa cỡ này tao tu gì cỡ đó thì mày làm sao nhịn nổi mày té người tao hả mày ngửa tao mà chúng đập đầu đá thì cái thằng lớn nó phải sợ mất đà nó ngu cuối cùng tao rửa thế rồi mở tay ra thì lúc tập phải dạy thấy không nè cái thức kia mà khi mày nè cái này là giật chuông cái lá phật tự chuông cái quên cái thức giật chuông cái thức giật chuông xong nè cái này rồi thấy không phải làm thiệt nha rồi xong đó là bị đó đó mà làm tập về là cắm cái dây này ra nhất này đó, dây này ra liền đó nè đó thấy không đứng nắm một cái tay rồi đó cuốn vô đó mày phải cuốn vô thấy không cuốn vô là vậy cái tay tao nè cái mày cuốn vô cái tay tao chứ nè cuốn vô cái tay tao mày ngửa ra rồi sao vậy thấy không mày cái tay kia mình mày đẩy vô đây đó mày ngửa ra đi có dây đâu có treo đừng treo người luôn nè coi tao làm cái này cái này nè đi rút ra này thấy không tay nè 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 nó cầu quốc vậy đó thấy không nè tao ngửa ra nè mày thấy không về thằng nào chịu nổi mà tới dây nè nó nghe nặng lên bọc cái cổ tay vô bọc cái cổ tay thịt sâu vô hai ba lốt đi đó một hai ba rồi đó bị ngửa ra chống chừng thịt sâu ngửa thịt sâu ra đó thấy mạnh cỡ nào nghe không nó chắc vô chịu cổ tay chứ đừng chịu cái bàn tay muốn như cổ tay chịu như cái cổ tay này bởi vì thịt cái tay từ cái phần ở cổ tay chứ không phải cái bàn tay rồi để vậy để lên nha xoay vào tay đó rồi ngửa ra đi đó ngửa ra thẳng tay đó đó thấy không còn cái tay kia mình xô ra nè mùi cái bên này đẩy cái này chứ đẩy mạnh kia cái tay kia đẩy mạnh vô tay kia đẩy đó đẩy thẳng tay luôn treo đẩy qua bên này nè đó ngửa ra bên này đẩy bên này đẩy bên này thẳng ra chịu bên này ngửa ra càng đỏ ngửa ra nữa ngửa người ra thẳng lại đó đó cái này kéo vào đó thấy không thì nó thua nghe không nè nè cái trụ nó nằm lên nó xoay vòng tròn rồi nè đâu chịu nổi đâu rồi xoay đi xoay cái vai cái chuyện này đẩy cái này xoay người cái trụ cái đó là cái hình hình nó xoay nó lại đỏ nó tao cái thứ thằng mặt thằng to con không chịu nổi cho cái lực tao nó là cái hình nó tao xoay hình nó cái cơ thể này cái hình nó của tao cho mình thấy cái hình nó này là không thằng nào nó được nè thấy không nè hình nó vậy nè không thể vậy rồi sao mà nó chịu nổi thằng to con tao đứng tao xoay theo cái hình nó vậy nè cái hình nó tay này thấy hình nó không nè cái người tao là cái hình nó này cái hình nó từ đây rồi tôi bay qua bên này tôi lôi hai chiều vậy thằng nào đứng nổi thằng cao cỡ nào hoặc là chỉnh này thật về lôi hướng này thì chịu được nhưng mà lôi xéo lôi theo không có đỡ được nè cái thằng ngựa con này lôi vậy nó chịu được tôi lôi vậy mà thế tôi lôi cái này thì chống cái gót mà nè chống cái gót nó xoay được nè còn mà đứng vậy đâu có xoay được chống cái gót nè biết không thì nó đỡ được đâu thì cái thức lên là cái gót á
chứ không phải là các bạn. Mày đứng nhẹ là thua rồi. Mới là mạnh á. Nó đứng dậy ha. Vì giỡn trong giày đó nó bung mà. Mà bung dậy cho nó bung xéo. Đó tập lại cái thức đó. Chúng ta ờ đó xoay. Mà thả lỏng. Nó sẽ lệch qua lệch lại, nó không đi thẳng đâu. Nó té theo đường chéo á. Hôm nay mà để vậy, thằng kia á, nó níu tay. Cái mày thả tự do, cái mày nó quay về, nó sang xe liền. Mày thả tự do là mày xoay tự động. Mày ngửa tự do, à thế cái người sẽ xoay vậy nè. Thì thằng kia, nó mày nghe tên một cái đường thả chỗ thật đó. Đó nè, thấy không? Thấy không, thấy không? Mày quay cái hướng nào cũng được, lúc mày ở thả chân mày muốn giật hướng nào mày biết liền, thấy nó bị gọi là dính lực cho người, nó biết nó mất đà hướng nào thì bị té hướng đó, nó bắn theo liền. Đứng này thấy mày lệch bên này, nó ngã nè, là nó bay. Nó bay xuống nó thả, đụng cái tay ra. Anh sợ thả, nó coi gọi lại. Đó là cái thứ tư của thái cực là gỡ tay.